cú ngã trước viên đạn bọc đường. Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều quan chức hiện nay đã không thể vượt qua được sự cám dỗ, sức mạnh của đồng tiền, để rồi ngã khuỵu. Trước phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo vụ chuyến bay giải cứu, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan nói rất ân hận vì đã không vượt qua được cám dỗ vật chất, nhận 25 tỷ đồng của doanh nghiệp, đồng thời nữ bị cáo này xin được sám hối tất cả tội lỗi. Phải nhìn nhận rằng không chỉ có bà cựu cục trưởng này, mà rất nhiều quan chức hiện nay đã không thể vượt qua được sự cám dỗ, sức mạnh của đồng tiền để rồi ngã khuỵu. Ngay như vụ án chuyến bay giải cứu có rất nhiều quan chức, trong đó có cả cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhiều cựu đại sứ, cựu phó chủ tịch thành phố, tỉnh, cán bộ văn phòng chính phủ, thậm chí có cả các cán bộ công an, cựu thiếu tướng, cựu phó giám đốc công an Hà Nội, cựu điều tra viên của Bộ Công an đã không thể vượt qua viên đạn bọc đường để gục ngã. Rồi trong vụ Việt Á, ba cựu ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cũng không vượt qua được cám dỗ để nhận nhiều tỷ đồng từ ông trùm Việt Á. Rồi đến vụ Vạn Thịnh Phát, cả đoàn thanh tra, trong đó trưởng đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng không thể vượt qua cám dỗ để nhận số tiền hối lộ rất lớn, lên đến 5,2 triệu đô la. Trước đó nữa, rất nhiều ủy viên, cựu ủy viên Trung ương, bộ trưởng, cựu bộ trưởng cũng bị ngã gục trước sự cám dỗ của vật chất. Không ít cán bộ của chúng ta trong quá trình phấn đấu, trưởng thành, rèn luyện trong khó khăn, gian khổ, thậm chí đối mặt với kẻ thù nguy hiểm, trước cái chết vẫn có thể chiến thắng được. Nhưng trước sự cám dỗ về vật chất, trước sức mạnh của đồng tiền lại bị bẻ gãy, gục ngã. Lời thú nhận muộn màng của nữ cựu cục trưởng cục lãnh sự và các vụ việc vừa qua chính là bài học nhãn tiền cho tất cả cán bộ, nhất là những ai còn đang cố tình đi theo con đường mòn này. Đây cũng chính là tiếng chuông mạnh mẽ cảnh tỉnh cho các cán bộ công chức hãy dừng lại trước khi quá muộn. Cũng phải khẳng định rõ với cán bộ đảng viên không vượt qua được cám dỗ của vật chất, của đồng tiền, tay đã nhúng chàm thì không thể nào xứng đáng là người công bộc, đầy tớ của nhân dân, cán bộ của nhà nước. Để hạn chế vấn đề này, đầu tiên phải giáo dục cho từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải có liêm sỉ, lòng tự trọng, đạo đức công vụ. Như Tổng Bí thư vẫn thường xuyên nhắc nhở, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất và đã là cán bộ, đảng viên, người công bộc của dân phải giữ được phẩm chất, đạo đức. Bên cạnh đó cần rà soát lại xem các quy định pháp luật hiện hành có còn điều khoản nào sơ hở, chưa chặt chẽ để các cán bộ đảng viên thoái hóa, biến chất, có thể bấu víu vào nhằm trục lợi thì cần bịt kín. Kèm theo đó cần cải cách tiền lương, thu nhập cho cán bộ, phải làm sao thực hiện thật tốt phương châm phòng hơn chống và làm cho cán bộ không những không dám mà còn không thể trục lợi, tham nhũng được. Ngoài ra cần có cơ chế để người dân, cấp dưới, các tổ chức có thể giám sát quyền lực với các cán bộ, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, không để tình trạng lạm quyền, chuyên quyền và người đứng đầu phải có trách nhiệm, giải trình, chịu trách nhiệm trước tất cả các vấn đề xảy ra ở cơ quan, đơn vị mình. Nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa qua live stream. Thưa quý vị và các bạn, một cơ sở live stream chốt hàng nghìn đơn hàng một ngày vừa bị lực lượng chức năng kiểm tra tại Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, hàng không có tem nhãn bằng tiếng Việt và chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra kho hàng của cơ sở thực hiện live stream trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội. Kho hàng là căn biệt thự 5 tầng, mỗi tầng rộng 100m². Khi kiểm tra kho hàng có tới 50 nhân viên đang đóng gói hàng hóa sau phiên live stream. Được biết cơ sở này của một hot girl nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Khi kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng cho biết thông tin ban đầu hàng hóa trên bao bì có ghi xuất xứ từ Mỹ, Hàn Quốc, Canada và không có tem nhãn tiếng Việt. Bên cạnh đó, cho đến lúc này, lực lượng chức năng đang yêu cầu chủ kho hàng xuất trình giấy tờ xuất nhập khẩu về nguồn gốc xuất xứ cũng như các yếu tố hải quan của các sản phẩm. Kết quả cuối cùng về quá trình kiểm tra lực lượng chức năng sẽ sớm công bố. Trước đó, năm 2020, lực lượng chức năng cũng bất ngờ kiểm tra một cơ sở live stream ở một tổng kho ở Lào Cai. Kết quả tất cả hàng hóa đều là hàng nhập lậu. Theo nhà chức trách, cơ sở này đã thu về hơn 600 tỷ qua 2 năm bán hàng online. Việc thay đổi mô hình bán hàng truyền thống sang bán hàng online là vấn đề không có gì phải tranh cãi và không thể cưỡng nổi xu hướng chung của thị trường. Song cũng giống như taxi yêu cầu Grab phải gắn biển vàng để cùng bị cấm trong những tuyến đường cấm taxi. Mô hình kinh doanh truyền thống và online cũng cần có những cơ chế để cạnh tranh sòng phẳng. Đơn cử như việc một cửa hàng mở ra sẽ phải đảm bảo rất nhiều giấy tờ, sổ sách để có thể đảm bảo về xuất xứ, chất lượng, sản phẩm cũng như nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, một kẽ hở vẫn tồn tại với các bên bán hàng online là rất khó kiểm soát những điều trên. Với những sàn thương mại điện tử,
nghĩa vụ thuế đã được kiểm soát tương đối tốt, nhưng vẫn chỉ là thuế thu nhập. Còn chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, nhiều cửa hàng và có những nền tảng vẫn rất mập mờ. Và khi tỷ trọng mua bán trên kênh online và truyền thống càng chênh lệch, những nguy cơ về cạnh tranh không lành mạnh, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng hay hàng không có nguồn gốc xuất xứ trôi nổi trên thị trường sẽ ngày càng nhiều. Và việc đột kích vào cơ sở livestream hàng đầu cả nước là thông điệp mạnh mẽ. Là thông điệp mạnh từ lực lượng chức năng rằng nhà nước cởi mở với các loại hình kinh doanh nhưng tất cả cần chơi theo luật. Những kẽ hở trong quản lý trước mô hình mới là có, song lực lượng chức năng đang nỗ lực siết chặt lại để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của tất cả các bên. Câu chuyện cũng phần nào mang những thông điệp tới người tiêu dùng rằng khi mua hàng, ngoài việc tin tưởng những KOL, KOC hay hot girl trên mạng, tem mác và nguồn gốc xuất xứ có dấu hải quan cũng nên là một bảo chứng để mua hàng. Vấn đề không đơn thuần là trách nhiệm của một công dân liêm chính. Nó ảnh hưởng thiết thân với mỗi người. Khi hàng hóa đang ngày một nhiều, ngày một rẻ và vàng thau lẫn lộn, thị trường không thể và không nên điều tiết bằng niềm tin. Nó cần có một sân chơi song phẳng bằng luật và thực thi pháp luật của cơ quan công quyền. Đồng thời, thị trường trong sạch là thị trường có những người tiêu dùng thông thái, mà ở đó hàng hóa hợp pháp là yếu tố tiên quyết, chứ không phải là niềm tin về chất lượng, sản phẩm bất chấp tính hợp pháp của nó. Cả chục tấn hàng giả Blackmore, Ronach, Unchave bị phát hiện ở trại nuôi gà. Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt nhãn hiệu nổi tiếng như Blackmore, mặt nạ Eugene hay dung dịch vệ sinh Femfresh đang làm giả tại một trang trại nuôi gà. Thông tin từ Tổng cục Quản lý Thị trường, mới đây đội Quản lý Thị trường số 25 Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với đội Cảnh sát Kinh tế. Công an huyện Chương Mỹ đã bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh với hộ kinh doanh NVT, sinh năm 1990, thường trú tại Phú Thọ. Trên diện tích khoảng 1.400m2, vốn là trang trại nuôi gà trước đây đã được hộ kinh doanh này sử dụng làm cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn sản phẩm là mỹ phẩm dạng kem dưỡng, serum, mặt nạ dưỡng da và thực phẩm chức năng. Và thực phẩm chức năng phục vụ nhu cầu làm đẹp được dán nhãn tem là thương hiệu nước ngoài. Trong số đó có 840 lọ Blackmore, Evening Brightmore, Primrose Oil xuất xứ Australia, 1.300 mặt nạ Urine xuất xứ Hàn Quốc, 16.362 chai dung dịch vệ sinh Femfresh có dấu hiệu bị làm giả. Đại diện nhãn hiệu Blackmore bước đầu nhận định sản phẩm Blackmore Evening Primrose Oil tại cơ sở sản xuất mà lực lượng chức năng kiểm tra có dấu hiệu làm giả. Ngoài ra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang sang chiết đóng sản phẩm vào các hộp chai lọ bên ngoài thể hiện các nhãn hiệu như Ronach, Unchave, Vitamin E, Gamma Royal Retinol có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc xuất xứ với khối lượng lên tới 40 tấn hàng hóa. Trong đó một số sản phẩm cụ thể như 6.288 hộp thành phẩm dán nhãn Vitamin E Cream trên nhãn thể hiện Made in Australia, 828 lọ Gamma Linoleic Acid Evening Primrose Oil thể hiện xuất xứ Canada, 450 hộp Unchave Premium Peeling Made in Korea, 12.920 lọ thành phẩm Royal Retinol, 1.008 hộp thành phẩm Zicane trên nhãn thể hiện Made in Korea. Cũng tại hiện trường ghi nhận một lượng lớn các lọ nhựa hộp đựng, tem nhãn và hàng tấn nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Không bao bì nhãn mác dùng cho việc sản xuất được vứt bừa bãi trên nền đất. Một số loại nguyên liệu có mùi hắc, nồng nặc, thậm chí các viên nang thực phẩm chức năng đã kết dính vào nhau. Theo ông Nguyễn Phi Hiển, đội trưởng đội quản lý thị trường số 25, đây là một trong những vụ việc có dấu hiệu sản xuất thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn trên địa bàn. Lợi dụng địa điểm xa khu dân cư và diện tích lớn của các trang trại nuôi gà, nuôi lợn với giá thành thuê rẻ, đối tượng đã sử dụng làm nơi sản xuất, phối trộn hàng hóa. Để vận chuyển số hàng hóa này, lực lượng chức năng đã phải mất 20 giờ đồng hồ, sử dụng 26 xe tải mới có thể đóng gói. Theo ước tính, cả sản phẩm và máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất, đóng gói hàng hóa tại cơ sở này lên tới 50 tấn. Sáng nay, đội quản lý thị trường số 25 tiếp tục kiểm kê hàng hóa nguyên liệu có dấu hiệu vi phạm. Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, đoàn kiểm tra đang hoàn tất hồ sơ để chuyển giao sang cơ quan công an huyện Chương Mỹ để điều tra làm rõ.